Đây chị Diễm Anh đây. Diễm Anh không có thích on camera hả con? One year after start of college. The author, the artist of this painting. Nè bốn con mồi đen, bốn đứa mồi đen, chọn đen quá đi, trời ơi con đen quá đi. Đó, nhà năm nay không có hàng rào nè, năm sau có hàng rào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.